Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây một vài hôm thì Đình Duy cũng đã gửi tới quý vị khán giả một câu chuyện có thật của tác giả không thu phí, có tựa đề là Đi tìm kho vàng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với một câu chuyện cũng có thật của tác giả không thu phí. Câu chuyện có tên là Cuộc điện thoại bí ẩn lúc nửa đêm và câu chuyện 20 năm trước. Đôi lời của tác giả. Tuổi trẻ sôi nổi, sống hết mình, hành động theo trái tim mách bảo, nhiều khi thiếu tư duy lý trí, vô tình mang lại những hệ lụy mà cả cuộc đời hối hận. Quá khứ là bất biến, dù những việc đã làm là tốt hay xấu, thì nó cũng mãi là một phần đời của chúng ta. Là những ký ức đẹp, ngọt ngào và có thể là đắng cay, nhưng không thể thay đổi. Câu chuyện này có thể rút ra được một bài học nho nhỏ cho những người còn trẻ. Em chỉ mong các cụ các mợ đọc nó như một câu chuyện ngắn đầy rẫy trên mạng. Đừng phán xét bất cứ một nhân vật nào, vì tất cả đã là quá muộn. Một đêm tháng 3 năm 2014, 23:30, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại. Em cầm máy, thấy một số điện thoại lạ, kiểu người gọi dùng Internet. Em không nghe máy. Một lát sau, chuông điện thoại lại reo, cũng kiểu số lạ. Ngập ngừng một lúc, em bắt máy. Alo? Xin lỗi, ai gọi tôi đấy ạ? Dạ, xin lỗi anh. Có phải là anh Dũng không ạ? Một giọng nữ Nam Bộ nhẹ nhàng. Đúng rồi, xin lỗi, chị là ai? Em nghe tiếng thở dài bên kia máy. Im lặng chừng 30 giây. Giọng nữ mới trả lời em giống như đang nấc. Dạ, em là Chi này. Anh còn nhớ không? Chi nào nhỉ? Thực tình em không nhớ ra nên hỏi lại. Dạ, em là Chi, nhà ở ấp Sóc Lào nè. Anh nhớ chưa gì? Giọng nhẹ như đang hờn dỗi. Chi? Em ậm ừ nhắc lại tên và bật lại bộ nhớ trong đầu, nhưng cũng chưa nhớ ra. Em là Chi, bạn với Điệp, còn chú Ba Trung công an nè, nhớ không? À, anh nhớ rồi. Em ở bên Mỹ phải không? Dạ phải. Sorry em, lâu quá rồi anh không nhớ. Hơn 20 năm rồi còn gì em. Em và gia đình ổn chứ? Đến lúc này em nghe bên kia máy la lên một tiếng. Ôi, chết rồi. Rồi cúp máy cái doạt. Em muốn gọi lại, nhưng không có số nên đành thôi. Nằm xuống giường, nhưng đầu em cứ luẩn quẩn với cuộc điện thoại hồi nãy. Tại sao cô ấy gọi cho mình? Cô ấy lấy số điện thoại từ ai? Vì đã 20 năm rồi, chúng tôi không gặp nhau. Không hề có tin tức gì về nhau. Cô ấy gọi cho mình, chắc có chuyện gì quan trọng lắm. Ký ức của một thời trai trẻ hơn 20 năm trước ùa về trong em. Nó nhấn chìm cái hiện tại bon chen, cơm áo, gạo tiền. Em đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Những ngày tiếp theo, do công việc nên em cũng quên chuyện về cuộc điện thoại. Khoảng 10 ngày sau, cũng khoảng 10 giờ, 11 giờ đêm, em nhận được điện thoại của Chi. Em cầm máy lên, nghe giọng của Chi đã tự chủ hơn, không hồi hộp, ngập ngừng như trước. Có lẽ 10 ngày qua cô ấy đã suy nghĩ và chuẩn bị rất kỹ tâm lý cho cuộc nói chuyện hôm nay. Bọn em trò chuyện rôm rả, nhắc lại những người quen xưa. Chi vẫn nhớ những người bạn thân cùng đơn vị của em. Chi hỏi em có còn liên lạc được với những người bạn đó không. Em trả lời vẫn giữ liên lạc, mặc dù một số người đã phục viên về quê sinh sống. Sau những phút hỏi han xã giao, em hỏi, em được mấy đứa con? Dạ một cháu trai anh ạ. Cháu lớn chưa? Cháu của em năm nay 20 tuổi. Lớn rồi nhỉ? Dạ cháu lớn rồi. Anh không nhớ tuổi của cháu à? Làm sao anh biết? Anh nhớ lại đi, em nói thiệt nha. Bữa nào em dẫn con trai về Việt Nam, cho nó nhận bố đó. Anh là người quan trọng nhất, liệu đi nhé. Nói rồi Chi cười rúc rích. Em chưa hiểu chuyện gì thì Chi cúp máy. Lúc này là 12 giờ đêm. Em bắt đầu trằn trọc suy nghĩ về ngày tháng cũ. Tháng 7 năm 1992, em tốt nghiệp trường sĩ quan với tấm bằng giỏi. Em được Cục N, Bộ Quốc phòng nay là Tổng cục X Bộ Quốc phòng chọn về công tác. Ngày 12 tháng 8 năm 1992, theo lệnh em vào thành Hoàng Diệu, cơ quan của Bộ Quốc phòng và Cục N, gặp phòng cán bộ để nhận quyết định điều động. Theo nguyện vọng của em là về đơn vị nào cũng được, miễn là từ Đà Nẵng trở vào, vì em đã có hơn 8 năm ở ngoài Bắc rồi. Cầm quyết định và giấy giới thiệu, em về nhà nghỉ phép 1 tháng. Ngày 12 tháng 9 năm 1992, em xách ba lô lên tàu Hỏa, Nam tiến. Sau hơn 2 ngày, em đặt chân xuống ga Hòa Hưng. Sài Gòn đón em một trận mưa rào tầm tã. Em bắt xích lô về đơn vị mới ở số XX đường Y, quận 1. Làm thủ tục với đơn vị mới xong, vì có chút tài lẻ chơi đàn guitar, nên em được bổ sung vào đội văn nghệ của đơn vị đang luyện tập để chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ phía Nam, kỷ niệm ngày thành lập Cục N 20 tháng 10. Toàn bộ đội văn nghệ được bố trí nghỉ tập trung tại nhà khách của đơn vị. Ban ngày tập văn nghệ, ban đêm bọn em được nghỉ ngơi. Kế phòng bên có một đồng chí nữa, cũng là sĩ quan mới ra trường, về nằm chờ bố trí công tác. Một buổi tối, cậu ta sang phòng em làm quen và nghe em nghêu ngao đàn hát. Một câu chuyện thú vị đã xảy ra. Em hỏi: "Bạn mới ra trường về nhận công tác à?" Mình mới ra trường về." Giọng cậu ta đặc sệt Nam Bộ. "Vậy hả? Mình cũng mới ra trường về nhận công tác ở đây. Cậu học trường nào?" "Mình học trường sĩ quan đặc công." Cậu ta trả lời. "Mình học sĩ quan hậu cần." Em nhìn cậu ấy, đúng là một chiến sĩ đặc công. Thân hình cao lớn vạm vỡ, điển trai, khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm. Sau này em mới biết cậu ấy là một trong những sĩ quan đặc công nổi tiếng khi đang học trong trường. Cậu ta hỏi em: "Bạn tên gì?" "Tên Dũng." "Hả? Tên Dũng hả? Họ gì cậu?" "Mình họ Nguyễn." Cậu ta trố mắt: "Thiệt à? Mình cũng tên Dũng này, Nguyễn Thành Dũng." "Ồ, vậy hả? Mình là Nguyễn Tiến Dũng." Chúng tôi trở thành đôi bạn thân từ đó. Thành Dũng quê xã Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An. Trong gia đình có 10 anh chị em. Bố mới mất trước ngày cậu ta ra trường 1 năm. Từ đơn vị về nhà cậu ấy chừng 60 km. Em được về thăm nhà, và mọi người thân trong gia đình rất quý em. Đây là vùng quê nằm trong vùng tam giác Đồng Tháp 10. Cuộc sống người dân tương đối khá giả. Ngoài làm nông nghiệp, người dân còn làm thêm nghề buôn lậu hàng từ Campuchia về Sài Gòn. Năm 18 tuổi, Thành Dũng đi làm công nhân cho nhà máy in Long An ở thị xã Tân An. Được 3 năm thì nhập ngũ, rồi sau đó thi đậu vào trường sĩ quan đặc công. Trong thời gian làm ở nhà máy in, cậu ta có yêu một bạn gái tên là Nữ. Mối tình này kéo dài 10 mấy năm. Trải qua nhiều trắc trở, và có thể nói đây là mối tình định mệnh của cả hai người. Hai đứa bọn em được phân về một tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm có doanh trại đóng tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh. Đó là cuối năm 1992. Thành Dũng là trinh sát viên của đại đội chống bạo loạn số 1. Em làm chủ nhiệm hậu cần. Đơn vị này nguyên là một trung đoàn trinh sát đóng quân tại Phnom Penh, bảo vệ chính phủ Hoàng gia. Năm 1989 rút về Việt Nam và giảm biên chế, chỉ còn là tiểu đoàn. Đơn vị đóng quân trong vùng dân cư. Hàng ngày chúng em được tiếp xúc với người dân nơi đây. Tình cảm quân dân rất khăng khít. Đơn vị phần đông là các sĩ quan trẻ từ 22 đến 35 tuổi, có quê quán khắp mọi miền. Thời gian nghỉ ngơi hoặc ngày nghỉ, em và Thành Dũng thành một cặp ra nhà dân chơi. Hai thằng khá đẹp trai, mỗi đứa một vẻ. Em vẻ thư sinh Bắc Kỳ, Thành Dũng thì vạm vỡ nam tính. Cậu ta rất nóng tính kiểu dân võ biển, em thì nhút nhát và xuề xòa. Cũng như những anh hai Nam Bộ khác, Thành Dũng nhậu tốt, ca cổ mùi mẫn, và nói chuyện thường kèm đủ má. Người dân trong vùng gọi em là Dũng Bắc, còn gọi Thành Dũng là Dũng Nam, cho tiện tránh nhầm lẫn. Chẳng phải nói, con gái xứ này thích chúng em phải biết, vì người nào cũng đĩnh đạc, chuẩn men và ga lăng. Bọn thanh niên nam trong vùng ghét mấy anh bộ đội này lắm, vì có mấy anh mà các em ngó lơ trai làng. Mới đầu có nhiều xung đột giữa hai bên, nhưng xui xẻo cho trai làng phải đụng với mấy anh bộ đội trinh sát đặc nhiệm, nên sau này không dám hó hé nữa. Lúc này, em có một mối tình ở quê rồi, nên vào đây chỉ đi chơi tán tỉnh vớ vẩn cho vui thôi. Thành Dũng cũng vậy. Cô bé Nữ vẫn bám cậu ta, mặc dù cậu ấy đã có biểu hiện chán. Kể từ ngày cậu ấy ra Xuân Mai đi học sĩ quan. Vì làm công tác chuyên môn là được quản lý phương tiện của đơn vị, nên em đi lại thoải mái. Cứ xe nào đẹp, mới là em sử dụng. Thời điểm này em tham gia buôn lậu xe máy cũ từ Campuchia về với một vị công an, chú ấy tên là Trung, thường gọi là Ba Trung, cấp bậc trung tá, phụ trách đội chống buôn lậu công an tỉnh. Chú có 3 đứa con gái và một trai. Nhà chú gần đơn vị nên em thường xuyên ra nhà chơi và cũng để bàn công việc. Vợ chú là cô Ba Liên. Cả hai vợ chồng ngày trước là lính biệt động thành, giải phóng, cô về nghỉ ở nhà, chú chuyển ngành làm công an. Gần nhà chú Ba Trung có gia đình chú Năm Lân. Chú Lân ngày trước là sĩ quan ngụy, chú làm thông ngôn cho quân đội quốc gia. Chú có 2 đứa con gái, đứa lớn tên là Phương, đứa em tên là Chi. 2 chị em rất đẹp gái, nhưng sống khép kín, ít giao tiếp bên ngoài. Có lẽ do chú Năm Lân mặc cảm chuyện quá khứ, nên chú rất ghét cán bộ và những người làm việc trong chế độ mới. Vậy mà 2 thằng bọn em tiếp cận và nói chuyện được với ông ấy. Cũng một phần là công tác dân vận. Sau đó ông cho bọn em đến nhà chơi, lâu dần thành thân thiết. Em và Thành Dũng trở thành người thân của gia đình chú Ba Trung và chú Năm Lân. Mặc dù 2 gia đình này rất kỳ thị nhau, nhưng sự kiện của 2 gia đình họ đều mời bọn em. Những đứa con gái của 2 gia đình cũng vậy, quý mến 2 anh bộ đội này lắm. Con bé Phương sinh năm 1972, đi làm công nhân may ở công ty Sài Gòn, lâu lâu mới về nhà. Con bé Chi sinh năm 1974, tuổi dần nên khá cá tính. So với chị thì Chi đẹp, đầy đặn hơn. Có lẽ do bị ba mẹ cấm đoán, hạn chế giao thiệp, nên khi có 2 anh bộ đội thường đến nhà chơi, ban đầu bé Chi rụt rè, nhưng dần quen và khá mạnh dạn. Con bé có những biểu hiện của cô gái tuổi muốn yêu, mắt lúng liếng, má hồng hồng. Em thì chưa có gì thổ lộ với Chi, nhưng Thành Dũng thì như cậu ấy đã bắt được sóng từ cô bé. Nhưng khổ nỗi, quy định của đơn vị quá nghiêm ngặt, cán bộ chiến sĩ không được yêu và lấy vợ mà gia đình có người làm cho chế độ Mỹ ngụy. Có nhiều trường hợp đã bị loại ngũ vì vi phạm quy định này. Em biết chuyện của Thành Dũng nên nhắc nhở cậu ấy. Cẩn thận nhé, coi chừng mất hết sự nghiệp đấy. Cậu ta cười rồi nói yên tâm đi. Tết năm 1994, em về quê ăn Tết. Vào đến đơn vị thì nghe tin gia đình chú Năm Lân được gọi đi phỏng vấn để đi định cư Mỹ. Thời gian cũng chẳng bao lâu nữa họ sẽ rời Việt Nam. Lúc này, một trận cực kỳ tế nhị đã xảy ra. Một tối thứ Bảy, khoảng 22 giờ, em thấy Thành Dũng vào phòng em, rồi nằm dài trên giường thở dài, người có mùi rượu. Em đánh răng xong vào vẫn thấy cậu ta nằm đó. Em hỏi có chuyện gì không? Cậu ta ngồi dậy, cầm cái ly thủy tinh nghe vẫn thường uống trà, đưa lên miệng, cắn cái rốp và nhai nát bụt. Em biết chắc có chuyện gì đây, vì mỗi khi cậu ta nhai ly thủy tinh là những lúc đó cậu ta bế tắc chuyện gì đó. Một lúc sau, cậu ấy tỉ tê kể cho em nghe. Con bé Chi nhận lời yêu tao rồi, nhưng bây giờ tao không biết làm sao. Gia đình đó lại sắp đi Mỹ nữa. Tao chán quá, không biết tính sao. Em cười khì, nói thôi dẹp đi, chuyện chứ có gì đâu mày đã buồn lo. Cậu thú nhận. Nó nói nó muốn có một đứa con mày ạ. Em sững người. Thật à? Thật mà. Hai đứa em nằm xuống giường tâm sự, đưa ra các tình huống phân tích thiệt hơn, có nên làm liều không. Cuối cùng em khuyên không nên làm việc đó, tránh phức tạp về sau. Tháng 6 năm 1994, gia đình chú Năm Lân lên đường sang Mỹ định cư. Cuộc sống của những người lính của bọn em cứ tiếp diễn. Những kỷ niệm đẹp của thời trẻ nơi mảnh đất này ngày một dày thêm. Đến năm 1997, đơn vị rời Trảng Bàng trở về thành phố Hồ Chí Minh, đóng quân khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất. Năm 2000, em được điều lên Tây Nguyên làm vùng. Thành Dũng được cử đi học nghiệp vụ tại Học viện Quân sự tại Hà Nội. Cho đến thời điểm này, em đã có gia đình và có một F1 là trai. Riêng Thành Dũng với người yêu cũ là nữ cũng chưa có kết thúc. Em biết Thành Dũng muốn thôi nữ, nhưng nữ thì không thể, vì cả tuổi trẻ của mình đã dành cho Thành Dũng. Lúc này mẹ Thành Dũng già yếu rồi, nên bà cũng muốn Dũng cưới nữ để về lo cho bà. Nữ vẫn tiếp tục đi lại chăm lo cho bà thường xuyên. Bà và mọi người xem nữ như là con dâu trong nhà. Thành Dũng thì lâu mới về vì nhiệm vụ. Thời gian học tại Hà Nội, Thành Dũng lại quen một cô gái trẻ ở Từ Liêm. Sau 3 năm học ở đây, cô gái này đã yêu Thành Dũng. Ngày ra trường về đơn vị cũ, Thành Dũng đã có một con trai với cô gái. Thành Dũng có thể xem như là đại diện cho những thanh niên có số đào hoa. Có lẽ vì sinh ra mảnh đất Nam Bộ, nên cậu ấy mang đậm trong mình tính cách khí khái, cởi mở, có phần bỗ bã, cộng thêm ngoại hình rất đẹp, sung mãn nên dễ thu phục phái nữ. Là đơn vị đặc nhiệm tiêu chuẩn ăn rất cao. Trong quân đội, tiêu chuẩn ăn của trinh sát đặc nhiệm chỉ thua mỗi phi công và cao gấp 3 lần bộ binh. Bọn em vẫn thường trêu nhau, ăn cơm một tay, còn một tay phải đè chim. Nên cánh lính trinh sát nhìn ai cũng đẹp mã, nhưng thương một nỗi ăn thừa chất lại không có phụ nữ, nên ức chế sinh lý. Năm 2003, vì lý do vi phạm kỷ luật quân đội trong việc quan hệ nam nữ, vì do cô bé ở Hà Nội có đơn tố cáo, nên Thành Dũng chấp nhận kết quả buồn, phục viên. Mặc dù mới được đi học về, nhưng đơn vị cũng đành phải để cậu ấy ra đi. Vì mặc cảm, Thành Dũng không báo cho em biết. Bọn em mất liên lạc kể từ ngày đó. Cậu khoác ba lô trở về nhà. Một cuộc sống mới đầy rông gió đã đến. Bạt mấy năm sau, em nghe tin cậu ấy đi làm bảo vệ cho một công ty nước ngoài trong khu công nghiệp ở Long An. Cần nói thêm, những sĩ quan sau khi phục viên về quê rất khó xin việc. Vì ngoài tấm bằng sĩ quan ra, họ chẳng có nghề gì. Họ cảm thấy lớ ngớ trước cuộc sống xô bồ ngoài xã hội, giống như con gà công nghiệp thả ra ngoài, không biết làm gì để kiếm ăn. Lại thêm cái lý lịch là lính tổng cục XY, đi đến đâu người ta cũng tránh không nhận vào làm, mặc dù chỉ làm bảo vệ. Nhờ người gửi gắm cậu ta mới có việc làm ở công ty nước ngoài. Bạn gái tên nữ của cậu ấy biết tin cậu ấy ra quân về nhà rất mừng, nhưng sống được mấy tháng thì hai người chính thức chia tay. Số phận con người là điều có thật. Cậu ấy bắt đầu cảm nhận điều đau đớn đó và cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng đã quá muộn màng rồi. Cuối năm 2013, trên chuyến xe khách từ Tây Ninh về Sài Gòn, lúc này bố ông Mười Sơn đang đi vào hội kết. Ngồi kế bên em là hai đồng chí công an. Qua câu chuyện giữa hai người, em biết họ đang học tại chức tại trường Đại học Cảnh sát ở Thủ Đức. Em trò chuyện với hai cậu, tiện em hỏi thăm về chú Ba Trung. Lúc này chú đã nghỉ hưu được hơn 10 năm. Một cậu trả lời, dạ em biết chú Ba, chú nghỉ hưu rồi. Cô Ba mất lâu rồi vì bị bệnh anh ạ. Ồ vậy hả? Anh xa chú Ba từ năm 96 đến nay nên không biết. Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho chú Ba Trung và đưa cho em nghe. Chú Ba vui mừng vì đã lâu giờ mới biết tin tức nhau. Hỏi han sức khỏe mọi thứ, chú xin số điện thoại của em. Em hẹn sẽ có ngày quay lại thăm chú và mọi người ở Trảng Bàng. Có những việc xảy ra trong cuộc sống ta tưởng nó vô tình, nhưng tất cả sự sắp đặt của tạo hóa, mọi cuộc gặp gỡ đều có duyên, do duyên. Đến tuổi này rồi, em thấy điều này quá là đúng. Sau hai cuộc điện thoại bất ngờ, ít ngày sau, em nhận được tin nhắn Yahoo của Chi. Chi kể lại câu chuyện trong 20 năm xa quê cho em nghe qua những dòng chat. Nội dung thì dài, nhưng tóm gọn lại thì như sau. Tháng 6 năm 1994, gia đình chú Nam Lân đến Cali, Mỹ. Trong người Chi, một mầm sống bắt đầu hình thành. Cũng may, nếu chậm đi vài tháng, có thể Chi đã phải ở lại Việt Nam. Vì khi khám sức khỏe, nếu có thai, Chi sẽ bị cho ở lại. Cuộc sống mới của Chi bắt đầu bằng việc cô cùng mẹ và một người thân thuê căn nhà làm nhà trẻ trông coi cho các cháu nhỏ, con của cộng đồng người Việt và một số người Mã, Phi ở Mỹ. Đầu năm 1995, Chi sinh em bé, đứa con ra đời với nhiều tủi nhục đến với cô. Vì cô chú Năm không chấp nhận việc có con hoang của cô. Chi đặt tên con là Phong. Rồi cơn bí cực cũng qua. Cô lấy chồng là một Việt kiều qua người quen giới thiệu. Chồng cô làm ở trong casino ở Canada. Cô theo chồng về sống ở thành phố Seattle, cho gần nơi chồng làm việc. Nhưng cuộc sống vợ chồng không như ý. Hai người sau đó chia tay. Cô lại quay về Cali với bố mẹ và đứa con lúc này đã đến tuổi đi học. Thời gian trôi nhanh, đứa con khôn lớn, cháu được cho ăn học đầy đủ và theo ông ngoại đi làm nghề xây dựng. Chú Năm chuyên nhận thi công bếp và cầu thang bằng đá hoa cương. Cháu có sức khỏe và khéo tay, nên công việc tạo thêm thu nhập kha khá cho mẹ. Em hỏi Chi, cháu Phong là con của ai? Thực ra lúc này em đã nghĩ là con của thằng bạn. Chi trả lời, con của anh Dũng bạn anh. Thật không? Em hỏi hơi vô duyên. Thiệt mà, em có ở với ai ngoài anh đâu. Cháu sinh tháng mấy? Em truy tiếp, mùng 5 tháng 2 năm 1995. Em sinh cháu sau khi ăn Tết ta được ít ngày. Em nhầm tính. Cô ấy cấn thai vào dịp tháng 5 năm 1994. Đúng con mẹ nó rồi. Vậy là sau cái đêm em can cậu bạn, tưởng cậu ấy nghe, ai dè cậu ấy tiếc của rời nên trọi luôn. Em hỏi Chi, Cháu nó có biết ai là bố nó không? Dạ có. Em kể cho bố mẹ em và cho cháu biết rồi. Bố mẹ em cứ tưởng anh là bố Phong đấy. Tại sao lại nghĩ là anh? Vì giai đoạn đó anh hay chở em đi làm giấy tờ trên Sài Gòn đó. À, thì ra là vậy. Em nhớ dịp đó cô chú Năm có nhờ em một vài lần đưa Chi đi bổ sung giấy tờ ở đại sứ quán. À, anh quên chưa hỏi thăm bố mẹ em. Cô chú có khỏe không? Dạ khỏe. Mẹ em mất hơn 2 năm rồi. Bố em vẫn khỏe lắm. Ông đi làm suốt ngày à? Anh chưa buồn với em. Dạ, lúc còn sống mẹ em lâu lâu lại hỏi, mày có tìm được tung tích gì về thằng Dũng không? Nó còn ở trong Nam hay về Hà Nội rồi? Sao em không nói rõ Phong là con Dũng Nam? Em không muốn, vì bố mẹ em thích anh hơn Dũng Nam. Anh hỏi này, Phong giống em hay giống bố nó? Dạ, nó giống anh nghi trang, cũng cao lớn, cái tánh cũng giống bố nó luôn, nóng nảy, muốn gì là làm cho bằng được. Giờ em tính sao? Không lẽ gọi điện chỉ hỏi thăm bọn anh thôi? Chi đề nghị em giúp một việc, đó là tìm gặp Dũng Nam, dò hỏi xem cuộc sống cậu ấy như thế nào. Nếu cho Phong về nhận bố, thì có làm ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình cậu ấy không? Vì Phong cứ đòi mẹ về tìm bố cho Phong gặp một lần. Vì gần đây Phong thường đi về Việt Nam. Công việc của Phong là về Việt Nam, mua các loại đá hoa cương, rồi chuyển về Mỹ. Em đồng ý giúp Chi trong thời gian chờ em tìm gặp Dũng Nam. Nếu cháu Phong về Việt Nam, thì cho gặp em, để cho chú cháu biết mặt nhau. Em bắt đầu hành trình đi tìm thằng bạn hơn 10 năm không gặp nhau. Em nhờ đồng đội bạn bè tìm số điện thoại của Dũng Nam. Trường hợp xấu nhất em sẽ về quê tìm cậu ấy. Một ngày giữa tháng 6 năm 2014, em đang ở Phnom Penh thì nhận được tin nhắn của Chi báo là cháu Phong chuẩn bị giữa tháng 7 về Việt Nam. Em nhắn hỏi Chi liệu cháu có gặp anh không. Chi bảo là Chi dặn cháu về Việt Nam gặp chú này để hỏi thăm về bố. Chi có cho cháu số điện thoại của em. Trong khi đó việc tìm kiếm thằng bạn chưa có kết quả. Em tính sắp xếp thời gian về Long An thăm gia đình cậu ấy, tiện thể xin số điện thoại. Nhưng cuối cùng rồi em cũng có được số điện thoại của thằng bạn. Buổi tối cơm nước xong, em gọi điện cho Dũng Nam. Điện thoại đổ chuông. Một lúc thì hắn bắt máy. Alo, ai vậy? Giọng nhựa nhựa đùng đục, em nhận ra nó ngay. Tao này, mày không nhận ra tao à? Em nhại giọng Nam Bộ. Á đù, má thằng Bắc Kỳ, sao mày biết số của tao? Cái giọng không vui, không buồn, pha chút cọc cằn. Rồi hai thằng bọn em nói chuyện khá dài với nhau. Em tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của em Chi. Em và nó hẹn gặp nhau ở Tân An tuần tới. Đến hẹn em alo cho lão Tèo, mượn con ếch kép, phi về Tân An. Tại một quán cà phê sân vườn thành phố Tân An, hai thằng lính già lâu ngày hẹn gặp nhau. 11:30, nó lù lù đến cùng với một ông bạn mặc đồng phục bảo vệ. Vừa gặp nhau, em lãnh nguyên một cú thọi và ổ bụng đau điếng. Nó bóp vai em, rồi dí xuống ghế. Hai thằng nhìn nhau cười khà khà giống như ngày trẻ. Nói chuyện chừng 30 phút, hắn đuổi ông bạn đi cùng về trước. Hai thằng em kiếm quán ăn trưa. Câu chuyện của hai thằng lúc sôi nổi, lúc trầm lại. Mẹ cậu ấy mất được 4 năm rồi, cậu ấy giờ sống một mình. Công việc của hắn là tổ trưởng tổ an ninh, có nhiệm vụ canh gác khu công nghiệp, lương 7 triệu một tháng. Căn nhà ở quê giờ giao cho cô em út coi giữ, lâu lâu hắn lại về thăm. Đang vui em hỏi, mày nhớ con bé Chi nhà Năm Lân không? Có chứ, sao tự nhiên mày hỏi vậy? Thì nhớ chuyện ngày xưa, nên tao hỏi vậy thôi mày. Giọng em có vẻ nghiêm túc. Ê, tao hỏi thật, ngày xưa mày quất nó rồi phải không? Hắn cười khề khề. Có không? Em hỏi lại. Hề. Hì kéo gì? Mày làm nó có con rồi mày biết không? Ê, đừng nói bậy nha. Hắn nheo nheo mắt rồi lại thủ thỉ. Khoảng chừng 4 năm sau ngày Chi qua Mỹ, tao nghe dân đồn nó có con với một ông bộ đội, nhưng tao không nghĩ là con của tao. Tại sao lại nghĩ như vậy? Thì tao nghĩ biết đâu có thằng khác nữa thì sao? Vì tao nhậu nhẹt tối ngày làm sao mà có bầu được? À đủ má, mày nghĩ là của tao hả? Em la lên. Vậy sao mày dám quả quyết là con của tao? Đến nước này thì em hết chịu đựng nổi rồi. Em kịp kìm lại, bắt đầu phân tích. Tao nói mày nghe này, chỉ có tao với mày là được gần gũi Chi. Tao biết tao không làm gì thì đương nhiên là của mày rồi. Tao thấy ngày đó mày cũng chở Chi đi Sài Gòn mấy bận mà. Không lẽ mày không làm gì nữa? Em cười như méo. Mày câm mồm, mày đọc tin nhắn này đi. Em dí cái đoạn chat Yahoo của em và Chi cho hắn. Hắn đọc lướt qua, mắt tái dần. Hắn buông cái tab của em xuống bàn, mặt dịu xuống trầm ngâm. Lúc này em nhìn mặt cậu ta, sao thấy tội nghiệp quá. Em đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Người em nhẹ bẫng. Quay lại bàn, em hỏi nhỏ nhẹ. Thằng nhóc nó muốn về Việt Nam cả mày. Mày đồng ý không? Để tao coi đã. Mà sao mày tìm được con Chi vậy? Tao đéo tìm nó, mà là nó tìm được tao. Mẹ con nó giờ sao rồi? Nó về Việt Nam à? Mày yên tâm, nó ổn. Vì vậy nó mới tìm mày đó. Nó có ý định về Việt Nam. Nhưng để xem ý mày thế nào đã. Nó có chồng con gì thêm không? Có. Nó có chồng. Nhưng giờ ly dị rồi. Tháng sau con nó về Việt Nam gặp tao này. Tao dẫn nó xuống gặp mày nha. Thôi khoan đã. Có gì để tao suy nghĩ một chút. Suy nghĩ cái cức gì? Sướng bỏ mẹ rồi con chứ. Em chọc nó. Ngồi chơi với nó đến 4 giờ chiều, em rút về Sài Gòn. Vừa lái xe, em vừa suy nghĩ mông lung. Sao ông trời khéo sắp đặt. Giờ hai kẻ đó mà lại về với nhau, thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng rồi... Một tháng sau, Sài Gòn bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa. Theo hẹn, em đến khách sạn A và E trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, gặp một người. Vừa đến cửa khách sạn, một thanh niên cao lớn trắng trẻo, vai mang cặp da, đi lại phía em, hỏi. Chào chú là chú Dũng ạ? Em rồi lấy tay chỉ vào sau xe máy. Cháu lên xe đi, chú chở đi uống cà phê rồi tan hết chuyện. Cậu ta lóng ngóng ngồi lên yên xe. Hai chú cháu ghé vào hội quán 30 tháng 4 trong khuôn viên Dinh Thống Nhất. Gửi xe xong, hai chú cháu đi tìm chỗ ngồi. Quán hôm nay khá đông. Ngồi vào bàn, nhìn cậu ấy một loáng, em cười nhẹ. Cô cậu cũng cười theo, dù không biết em cười vì chuyện gì. Quan sát kỹ, em thấy cậu ta có nhiều điểm giống thằng bạn. Từ vóc dáng, lông mày rậm, cái cằm hơi móm. Nhưng nhìn cậu con này thư sinh và hiền hơn. Em hỏi chuyện qua loa về công việc làm ăn của cậu nhóc một lúc, em chuyển sang đề tài chính. Thấy cậu nhỏ tự nhiên lúng túng, mặt cúi gằm xuống, hình như muốn giấu cảm xúc. Em hỏi mấy câu nữa, nhưng hình như cậu ta không nghe. Em cũng ngồi im, rít thuốc lá. Bất ngờ cậu ta ngước mặt lên hỏi, chú là bố của con à? Em bất ngờ trước câu hỏi nhanh của cậu ta. Em chưa biết trả lời thế nào cho cậu ấy cả. Em không biết lúc ấy khuôn mặt em đần thối đến cỡ nào trước tình huống bất ngờ này. Em nói với cậu ta như một cái máy. Không, chú chỉ là bạn của bố con thôi. Cậu ta đứng bật dậy mặt phừng phừng. Chú tồi lắm. Rồi cậu ta sổ ra một câu tiếng Anh, chắc là chửi tục. Em cũng đứng dậy nói. Cháu ngồi xuống. Cháu hiểu lầm rồi. Bố cháu là bạn của chú. Chú sẽ cho cháu gặp ông ấy. Cậu ta quệt nước mắt. Trong em trào lên cảm xúc thương hại cháu nó. Nếu ở chỗ khác, em đã ôm nó vào lòng rồi vỗ về. Em hiểu và cảm thông cho nỗi khát khao dồn nén và cả sự căm hận của cậu ấy. Bao nhiêu năm, cậu chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ cậu, của bà ngoại khi nhắc đến một người tên Dũng. Ước ao được gặp, để được gọi tiếng bố của cậu ấy, đã bị em dội gáo nước lạnh. Cậu ấy như đổ sụp tất cả. Buổi gặp mặt tưởng vui, hóa ra lại buồn. Không khí thật nặng nề. Hai chú cháu mỗi người im lặng, theo đuổi một ý nghĩ. Không ai để ý đến ai. Chờ cho cậu ấy qua cơn sốc, em rì rà nói chuyện cho cậu ấy hiểu. Cậu ấy dường như cũng đã dằn được lòng mình, bắt đầu căn vặn em. Chú không phải là bố cháu. Chả lẽ chú và bố cháu trùng tên? Tại sao mẹ cháu lại bảo cháu về Việt Nam gặp chú để làm gì? Tại sao không cho gặp bố cháu? Mọi người giấu bố cháu để làm gì? Bố cháu còn nhỏ nên mọi người tính gạt cháu à? Không lẽ mẹ cháu còn gạt cả ông bà ngoại cháu nữa sao? Thôi cháu không cần nữa. Cháu cảm ơn chú đã đưa cháu đi uống cà phê. Đừng bao giờ nhắc chuyện gặp bố cháu làm gì. Cháu hận. Nói một tràng dài xong, cậu ngồi im, mắt giáo hoành. Trước khi gặp cháu Phong, em đã vạch ra trong đầu kế hoạch là để cho Dũng Nam gặp con trai xong, sẽ sắp xếp cho hai người phối hợp làm ăn. Vì Phong cần một người ở Việt Nam thu mua đá hoa cương đóng container xuất sang Mỹ. Việc này sẽ rất phù hợp với thằng bạn. Phần nữa, bố con nó làm ăn với nhau sẽ tốt hơn nhiều. Biết đâu đến một ngày nào đó, thằng bạn sẽ đi Mỹ theo diện đoàn tụ. Một kịch bản khá hoàn hảo. Nhưng khi đưa ra phim trường để quay thì đã bị lỗi. Nguy cơ phải từ bỏ kế hoạch. Về phía thằng bạn, đã một tháng trôi qua, nhưng nó vẫn chưa trả lời em việc có cho thằng con gặp mặt hắn hay không. Đến lúc này em nghĩ, thôi kệ mẹ chung ạ. Thằng cha thì lưỡng lự, thằng con thì làm mặt giận. Những ngày tiếp theo em chẳng thèm quan tâm đến chúng nó nữa. Vài ngày sau khi gặp Phong, một buổi tối Dũng Nam điện thoại cho em, nói chuyện vu vơ một lúc, hắn làm như sực nhớ ra. Ủa, Bữa trước mày nói thằng con Chi về Việt Nam vậy, nó có về không? Đến bây giờ mới hỏi thì xong phim con mẹ nó rồi còn đâu. Em trả lời, có. Nó về Việt Nam giờ đang ở Sài Gòn. Tao định đưa nó xuống gặp mày. Nhưng vì không thấy mày nói gì với tao, nên tao thôi. Tao thích Kỳ Kỳ mày ơi. Đủ má, bao nhiêu năm không nhìn mặt nó, giờ tự nhiên thấy nó là Việt kiều. Tao mà nhận thì nó nghĩ này nọ. Tùy mày. Nhận thì nhận, không thì thôi. Mày suy nghĩ chưa mà nói như vậy. Sau này đừng có hối hận nha. Nói qua nói lại cuối cùng hắn đồng ý lên Sài Gòn gặp em và Phong. Ngày hôm sau, em và Dũng Nam gặp nhau ở quán cà phê Cosmo, góc Pasteur Lê Thánh Tôn quận 1. Lúc này gần 11 giờ trưa. Em gọi cho Phong. Cậu ấy nói đang đi lên quốc lộ 1 ăn sương xem hàng. Em hẹn cậu về ăn trưa. Cậu đồng ý và nói em chờ. Em vẫn giấu chuyện có mặt bố cậu. Vậy là bước đầu ổn rồi. Em cũng thông báo cho Dũng Nam biết để chuẩn bị tinh thần khi gặp con. Khoảng 12 giờ 30, bọn em đến quán cơm niêu trên đường Tú Dương, quận 3, ngồi chờ Phong. Một lát thì Phong đến. Cậu đi cùng một người đàn ông khoảng gần 60 tuổi, khá lịch lãm. Và bàn em đứng dậy chia tay bắt hai người. Dũng Nam cũng đứng dậy chia tay bắt hai người. Phong giới thiệu đây là chú Cần, Tony Cần, bạn của ông ngoại cháu, cũng là Việt kiều. Em chỉ tay vào Dũng Nam và giới thiệu, đây là bạn của em. Hình như có thêm Tony Cần, cho nên Dũng Nam cũng đỡ bộc lộ cảm xúc hơn, kể cả em. Khi thấy xuất hiện thêm một người lạ, em cũng mất hứng thú dàn xếp câu chuyện. Bọn em ăn cơm nói chuyện vui vẻ. Riêng Dũng Nam, em thấy cậu ấy không giữ được bình tĩnh, có những cử chỉ lóng ngóng. Cậu ít tham gia vào câu chuyện của bọn em. Tony Cần rút danh thiếp đưa cho bọn em. Anh này là Tô Huy Cần, 58 tuổi, hiện là chủ của công ty sản xuất các loại xe đẩy trong siêu thị, xe đẩy, giường inox trong bệnh viện. Công ty của anh ấy về Việt Nam từ năm 2004. Anh là bạn của chú Năm Lân, hồi còn ở Cali, là người giúp Phong lâu nay. Dũng Nam có vẻ sốt ruột. Em tính nước rút lui sang bàn khác, lấy lý do muốn bàn với Tony Cần chút công việc. Em kéo anh Cần sang bàn khác khá xa. Nói chuyện với anh Cần, em biết anh ấy cũng biết khá rõ về hoàn cảnh của Phong, vì Phong đã đôi lần nói về việc tìm bố ở Việt Nam. Anh Cần hỏi tại sao em biết gia đình Năm Lân, em kể sơ qua, rồi nói với anh ấy người đang ngồi bàn kia với Phong là bố của cậu ấy. Tony Cần thốt lên một câu "Oh my God", rồi đưa ngón tay cái lên, ý nói number one. Em quan sát thấy hai bố con Dũng Nam đang chúi đầu nói chuyện. Có vẻ thằng bạn đã biết cách tiếp cận câu chuyện để đời của mình. Tự nhiên em có cảm giác hạnh phúc như là câu chuyện của chính mình. Tony Cần lấy máy ảnh ra, chụp ảnh hai bố con từ xa. Em và anh Cần đang nói chuyện công việc làm ăn. Thì đột nhiên hai bố con nắm lấy tay nhau, bước qua chỗ bọn em ngồi, mặt đầy phấn khích. Phong quay qua ôm em từ sau lưng rồi nói, "Chú ơi, con xin lỗi chú, con cảm ơn chú rất nhiều." Nói rồi cậu ấy khóc. Em và anh Cần đứng dậy, bắt tay, chúc mừng hai bố con hội ngộ. Thực sự em cũng không nghĩ Dũng Nam lại có thể làm cho Phong nhận mình là bố dễ và nhanh đến thế. Có những câu chuyện đơn giản, nhưng chúng ta quan trọng hóa lên, làm cho nó phức tạp thêm. Em cứ lo lắng mấy ngày liền là làm cách gì để cho hai con người ấy hiểu nhau, tha thứ, đồng cảm và nhận nhau là ruột thịt. Em đã lầm, vì linh cảm của tình phụ tử mạnh hơn mọi thứ khác trên đời này. Đêm đó hai bố con ngủ với nhau, và em biết là hai người đàn ông đó rất hạnh phúc. Các cụ các mợ, nếu em chỉ dừng câu chuyện ở đây, thì mọi người sẽ có những kịch bản cho đoạn kết của Dũng Nam. Có thể là Chi và Dũng Nam về chung một mái nhà, hoặc cái cô bé ở Hà Nội sẽ tìm về với cậu ấy, hay là vì nghĩa Dũng Nam và nữ sẽ lại chung sống với nhau, hoặc cậu ấy sẽ sống một mình như vậy, hoặc không ngoại trừ cậu sẽ có một người phụ nữ khác để nương tựa về sau. Có dịp thì em sẽ kể một câu chuyện đời khác nữa, một mảnh đời khác nữa, một người mà rất nhiều người biết về ông nhưng đã vô tình bước qua. Hy vọng những câu chuyện của em sẽ làm cho mọi người suy ngẫm và sống chậm lại một chút, bình tâm lại một chút, đừng để nhịp độ cuồn cuộn của cuộc sống mưu sinh cuốn ta đi. Vì suy cho cùng, chúng ta đều giống nhau khi trở về với cát bụi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết câu chuyện Cuộc điện thoại bí ẩn lúc nửa đêm và câu chuyện 20 năm về trước của tác giả Không Thu Phí. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.